Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 4 tháng 3, không khí lạnh đã suy yếu hẳn, trong khi áp cao cận nhiệt đới phát triển, khiến thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển dần sang trạng thái nắng nhiều và nắng mạnh. Thời điểm nắng mạnh nhất là khoảng 11 giờ đến 13 giờ trong ngày. Đây cũng là thời điểm chỉ số tia cực tím ở mức cao có thể gây nguy hại cho da. Nền nhiệt tăng nhanh so với những ngày qua, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Ngày mai, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, mức nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng. Một số nơi xuất hiện cảm giác oi bức vào thời điểm trưa chiều. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 5 tháng 3 năm 2021, mực nước cao nhất 377 cm xuất hiện lúc 17 giờ 45 phút, thấp nhất 227 cm xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút.